Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước trong thời hạn trên sẽ được miễn phạt tiền và hãn, hoãn hạn chế nhập cảnh. Và theo thống kê hiện tại, có tới 12.000 người Việt Nam thì đang làm việc chui tại Hàn Quốc. Cụ thể, người lao động cư trú bất hợp pháp chỉ cần hộ chiếu, vé máy bay xuất cảnh, Đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh đến trực tiếp các văn phòng xuất nhập cảnh tại nơi cư trú để khai báo. Thời gian thực hiện khai báo tự nguyện xuất cảnh phải thực hiện muộn nhất trước 3 ngày xuất cảnh. Tuy nhiên, chính sách này sẽ không áp dụng cho những trường hợp cư trú bất hợp pháp kể từ sau ngày 11 tháng 9. Người nhập cư bất hợp pháp, người sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành giả, người phạm tội hình sự, người không thể thực hiện mệnh lệnh xuất cảnh, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị bắt trong thời gian thực hiện chính sách nêu trên sẽ bị phạt tiền lên đến 30 triệu won khoảng 550 triệu đồng và tăng thời gian cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, tính đến nửa năm nay, Việt Nam có khoảng 46.600 lao động Việt vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Trong đó, tính theo tỷ lệ, Hàn Quốc là thị trường có số lao động chui cao nhất, chiếm đến 26%, tức khoảng hơn 12.000 người.